phỏng vấn nam sinh đạt điểm 10 văn tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ học đến 11 giờ, tiết lộ điểm toán và anh mà thêm phục. Sáng ngày 19 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam đã công bố trên địa bàn có thí sinh đầu tiên đạt điểm 10 môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2021. Đó là nam sinh Đặng Văn Quang, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam đã đọc bài văn 10 điểm trung học phổ thông quốc gia 2021 và khẳng định đây là một bài thi tuyệt vời, tư duy và suy nghĩ vượt trội dù trải nghiệm là của một học sinh lớp 12. Ông cũng thông tin thêm, năm nào bài thi điểm cao tôi cũng tìm đọc cả, nhưng đây là lần đầu thấy một bài thi tốt như vậy. Nếu có thăng trên điểm 10 văn và là giáo viên chấm thi thì tôi cũng không tiếc để cho thêm điểm. Ngoài đời, Quang cũng sở hữu thành tích học tập siêu đỉnh. Anh chàng xuất thân là dân chuyên văn, từng nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia. Chỉ học đến 11 giờ tối, không tiết lộ nội dung bài văn vì đó là bí mật riêng. Quang hiện là học sinh chuyên văn của trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong suốt 3 năm học, Quang đã 3 lần đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất môn văn trong kỳ thi Olympic truyền thống ngày 30 tháng 4 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm lớp 10, Quang đã thi vượt cấp thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải khuyến khích. Năm lớp 11, Quang cũng đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn. Điểm tổng kết văn 3 năm của Quang chưa bao giờ dưới 9.5, đặc biệt môn văn vào năm lớp 12 chạm ngưỡng 10. Còn điểm tổng kết tất cả các môn 3 năm cũng lần lượt là 9.4, 9.5, 9.6. Nhớ lại buổi thi hôm ấy, Quang tâm sự không bất ngờ lắm. Nam sinh cũng tiên đoán bản thân được điểm cao do khi làm bài xong, mình cảm thấy bài làm rất thỏa mãn. Quang làm bài thi trong 8 trang. Quang cho biết có thể viết được dài hơn, tuy nhiên đã tự thử thách bản thân bằng việc viết ngắn nhưng vẫn cô đọng, đủ ý nhất. Mình đánh giá đề thi năm nay khá hay, tất cả học sinh đều có thể làm được. Dù cơ bản nhưng vẫn có đất cho học sinh giỏi thể hiện tư duy khác biệt và sự hứng thú với văn chương. Mình viết bài chỉ trong 8 trang, không quá ngắn hoặc quá dài. Mình có thể viết được dài hơn, nhưng mình muốn bài văn phải truyền tải được cái riêng, độc đáo. Ngắn gọn thôi nhưng cũng phải cô đọng được hết tất cả các ý. Đứng trước mỗi kỳ thi, Quang đều để bản thân có trạng thái tâm lý vững vàng nhất. Nam sinh quan niệm học là cả quá trình, chứ không phải cứ đến lúc thi mới dồn vào. Vậy nên kể cả những lúc ôn căng thẳng nhất, Quang vẫn chỉ học đến 11 giờ tối, sáng 5 giờ dậy sớm ôn tiếp. Chia sẻ thêm về phương pháp học văn, nam sinh này tâm sự, mình là học sinh chuyên văn nên tất cả tác phẩm đều phải ôn hết, không có chuyện trúng hay chật tủ. Đã học văn thì cần phải chuẩn bị kiến thức nền tảng, đồng thời nên mở rộng kiến thức thông qua việc đọc sách, trải nghiệm nhiều. Mình thấy quan trọng nhất là phải rèn luyện được cảm xúc văn chương, cảm nhận được tác phẩm bằng cả trái tim. Dù là học sinh chuyên văn song Quang cũng học khá tốt các môn tự nhiên. Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, sau khi tra đáp án của Bộ Giáo dục Đào tạo, nam sinh áng chừng được 9.2 tiếng Anh, 8.2 toán. Mình tiếc ở môn toán, có một số câu sai không đáng, nhưng dù sao cũng cố gắng hết sức mình. Và khi đi thi thì mình cũng đặt tinh thần thoải mái, không áp lực lắm. Gia đình khó khăn song vẫn nhất quyết chọn ngành học khác biệt. Gia đình Quang có hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ, công việc không ổn định, thu nhập thấp. Hơn nữa, 2 năm qua cũng chịu nhiều tác động của dịch Covid-19. Hiện tại, bố mẹ Quang cũng đang bị ốm nặng, phải uống thuốc mỗi ngày. Nam sinh đã được tuyển thẳng vào khoa kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, chọn học ở thành phố xa quê, lại chọn ngành không phải sở trường. Song Quang vẫn khẳng định theo đuổi ước mơ đến cùng. Bố mẹ hoàn toàn đồng tình với quyết định của mình. Với lại bản thân có tính tự lập từ nhỏ, trường mình không có nhiều anh chị học tại Hà Nội nên mình cũng muốn thử sức với môi trường mới. Chia sẻ về cậu học trò này, giáo viên chủ nhiệm, tiến sĩ Văn Phương Trang cho biết, với tôi, Quang là cậu học trò giỏi toàn diện tất cả các môn, nhưng điều ấn tượng nhất là niềm đam mê đặc biệt với môn văn, khả năng tự học tốt. Hơn nữa Quang cũng là một học sinh vượt khó, phải tự lập sớm để giúp đỡ gia đình. Chia sẻ thêm về phương pháp đạt điểm 10 môn văn, Quang cũng tâm sự thêm, mình khuyên tuyệt đối không được học tủ. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần luyện đề nhiều để hình thành tư duy trong bài viết, cần có cho mình lối viết văn mới mẻ, độc đáo. Có chất giọng riêng thì từ đó mới nâng tầm bài viết được.